thiệu về mình. Dạ, em tên là Hoàng Trần Phương Vi, năm nay em 27 tuổi. Hiện em đang công tác tại bộ phận chăm sóc khách hàng của bệnh viện ạ. Được á, bộ phận này là tốt lắm á, chăm sóc khách hàng bao giờ cũng dễ thương cả. Còn bạn, tên gì, nghề nghiệp? Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến quý khán giả cùng hai vị MC dí dỏm và dễ thương của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Văn Úc. Nguyễn Văn Úc? Dạ. Ở trong nhà thứ mấy? Dạ, em Úc luôn. Úc luôn? Dạ. Hay vậy ta? À, Úc nghề nghiệp làm gì Úc? Dạ, công việc của em nghề chính là cắt tóc, còn phụ là làm MC ạ. Hôm nay mặc cái quần đẹp quá nha. Quê Úc ở đâu Úc? Dạ, quê ở An Giang chị. Hồi nãy chị chưa hỏi quê Vi ở đâu à? Dạ, nhà em thành phố ạ. Ở thành phố luôn. Ủa Úc cắt tóc hay là chủ tiệm cắt tóc? Dạ, em chủ salon luôn chị. Làm cả nam cả nữ chị. Làm nghề này lâu chưa? Chắc cũng được gần 10 năm ạ. Wow, 10 năm là tay nghề dữ dằn lắm á nha. Dữ lắm, cắt cái đầu dữ lắm. Dạ, cái... cắt cái đầu biết tay nghề liền. Rồi, lý do tại sao hôm nay ngồi ở trên cái ghế này? Không phải là không có anh. Nhưng mà đôi khi là do công việc của em là nó cái thời gian nó không có nhất định. Ủa thời gian không nhất định là sao bạn? Dạ thì chị cũng biết là cái nghề tóc với lại cái nghề MC thì cái thời gian nó lại vô chừng. Cắt tóc thường thường là cái ngày thứ bảy, chủ nhật tiệm mình làm mới có khách. Còn những bạn nữ mà em quen thường trước đây là do công việc của họ làm những cái công việc giờ hành chánh. Cho nên là những ngày cuối tuần là em không thể dành cho họ. Thế rồi vậy bên kia làm có hành chánh không? Dạ em làm giờ hành chánh ạ. Rồi vậy là chiều tối thứ bảy chủ nhật là người khẳng định nha. Dạ. Đúng không? Mình có những ưu điểm gì mình có thể giới thiệu? Em chỉ có là chăm sóc những người mình thân yêu nhiều hơn, kỹ càng hơn. Rồi khuyết điểm? Em hơi lạnh lùng. Nhiều người tiếp xúc ban đầu với em nói là mày khó gần quá à. Nhưng mà sau đó tiếp xúc lâu nói con này nó khùng. Lúc đầu phải giữ cái nghiêm nghị của mình. Chứ không thôi là người ta là nghĩ mình đầu quánh dễ dãi quá hả? À nhưng cái đó là cố giữ thôi phải không? Dạ. Chứ thật ra bản chất là dễ dãi. Không khùng mà chị chứ không khùng là sao? Chẳng hạn như gọi là lên cơn sản lâu lâu. Có vấn đề gì quá cái em hay càm ràm, em hay gồng lỗ lên. Cái tự nhiên kiếm một góc nào đó ngồi khóc, khóc xong cái hết đi ra làm tiếp hết. Nghe là mưa nắng thất thường chút thôi. Bên kia nghe bên đây vậy có sợ không bạn? Dạ không chị. Theo em thấy thì cái vấn đề mà hay nổi khùng bất chợt với lại là hay khóc thì có lẽ cũng hơi giống em ạ. À. Trời đất ơi. Bạn Út có sở trường như thế nào? Dạ thì công việc của em thì làm MC chắc chắn thì cũng biết hát đôi chút. Thôi làm khúc mình đi. Vừa làm MC mình giới thiệu mình hát luôn rồi. Và sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và mang tựa đề là Lỗi Nhỏ Vào Đời. Đời em là câu hát ru, đời em là sao diều vi vu, đời em là tình yêu rực cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Ủa sao, sao người ta hát thấy mặt bạn buồn vậy? À, im lặng để mình có thể hiểu được giai điệu và cảm nhận được giai điệu. Đang lắng nghe là cảm nhận. Rồi im lặng để chiêm nghiệm. Như có cảm nhận sâu sắc cái phía sau cái giọng hát đó tiềm ẩn bên trong cái điều gì không? Em nghĩ anh phía bên kia màn hiền lành. Siêu nữa tụi qua tụi coi. Chắc hiền anh dạ. Chắc hiền. Trời ơi dễ thương quá. Dễ thương mà anh. Dạ có quà tặng anh ạ. Cố nghiêm. Quà có quà liền hay quá ta. À, cảm ơn em nhiều. Em đi kiếm dữ lắm mới ra được. Anh nghĩ rằng người dân miền Tây á cũng thật thà chất phác, chịu khó thương chịu khó ha. Đặc biệt là đàn ông miền Tây cũng chung thủy lắm em nha. Em cần có hiếu với lại ba mẹ nữa. Tại vì nếu như người đàn ông mà có hiếu với ba mẹ của mình, chứng tỏ là người đó yêu thương gia đình và có thể yêu mến được ba mẹ mình như vậy. Cái này rất là hay. Nhưng mà những gì em không thích ở người đàn ông? Gia trưởng quá. Anh ơi, anh cho em hỏi là anh là con út, anh có được cưng chiều ở trong nhà không anh? Nói chung là nhất chuồng đấy em. Vậy có bao giờ anh có làm việc nhà không ạ? Anh biết làm việc nhà từ lúc còn nhỏ. À vậy có thể san sẻ được với em được. Em không biết nói chung làm là từ nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, nói chung làm tất cả hết. Như vậy cũng ổn rồi đấy. Được. Rồi bây giờ em nói đi, em không thích gì ở người phụ nữ nào? Có tính thì ghen quá. Nhưng vấn đề là bạn có làm gì để cho người ta ghen hay không? Dạ không chị, đôi khi bạn bè có nhận xét em là em là người đào hoa. Đào hoa của em là em quen nhiều người, nhưng mà mỗi lần quen chỉ một người thôi. Khi chia tay người này em quen người khác. Đó giờ quen bao nhiêu người rồi? Chính thức hay không chính thức anh? Trời ơi, thôi giờ chính thức đi. Không chính thức chắc là nhiều lắm à. 50. Đâu tới với chị, 8-9 người. Đúng vậy hả? Anh này đó giờ thật tình nè, lên đây dám nói nhiều chứ thường thường ai cũng ém hàng. Dạ có sao em nói vậy thôi chị. Em có bao nhiêu mối tình rồi? 3. Lần cuối cùng là bao lâu? Cách đây 1 năm rồi chị. Lý do chia tay? Người đó không có chung thủy. Điều gì em không thích nhất ở người đàn ông? Tính gia trưởng, không chung thủy. Em rất thích nuôi chó với mèo. Nếu mà người đó không đồng ý nuôi chó với mèo thì em sợ là... Ủa vậy em yêu chó mèo hơn người đó hả? Dạ anh ơi, chó với mèo là một phạm trù riêng, mình không thể so sánh với nhau được. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà nó khó cái này nè, nói như vậy cũng không được. Bây giờ thí dụ giờ mình đang yêu người này,
ta không thích chó mèo, thế nào cũng có sự tranh cãi với nhau giữa chó với mèo, em chọn ai? Có khi em chọn chó với mèo trước đó, cái đó mới là căng đó. Giờ hỏi Út nữa, Út thích chó mèo không? Tuổi thì em là tuổi con chuột. Ủa là sao, em nuôi chuột hả? Dạ không, em tuổi con chuột. À chị tưởng nói em nuôi chuột, còn bên đây nuôi chó với mèo. Mày cũng hài hước fashion quá ha. Fashion hài hước dễ thương. Em thích cái người phụ nữ như thế nào về ngoại hình? Cũng rất là thích đẹp. Bạn này thẳng thắn quá ha. Dạ. Được. Chiều cao thì có thể tầm tầm 1m55 tới 60. Nước da hơi trắng tí xíu. Tóc dài. Còn cái vấn đề thì tóc tai thì em làm người tóc mà thì cứ em cho xả láng luôn. Muốn màu gì em quánh màu đó. Bây giờ không có tóc thì sao? Chà chằng rồi nha. Thấy là một nè, ra chợ mua cái đầu tóc nó còn thiệt giống hơn thiệt luôn nữa. Em có tật xấu gì không? Biết nhậu, hút thuốc. Em uống bao nhiêu? Dạ, nếu mà ken em có thể em uống được một két á. Hả? Thì cái đó tùy theo phong độ thôi, giống như đá bóng thôi. Phong độ là nhất thời. Dạ, đẳng cấp mới là mãi mãi. Đúng rồi. Chị mới là đẳng cấp nè, em chỉ là phong độ thôi cưng. Chị bao nhiêu? Em kết thì chị kết rưỡi. Vậy đó hả? Bạn này hay khóc, mình em có khi nào khóc chưa? Em nhớ cái lúc nhỏ là em có khóc, là khóc ở bụi cây. Gia đình của em lúc đó nó cũng khó khăn. Em đi học ở nhà không có tiền. Em ngồi gốc cây em khóc, xong rồi có bà ở hàng xóm. Bà rất là thương mình ơi. Sao con khóc? Giống bà tiên quá vậy. Giống như bà bụt. Dạ con đi học con không có tiền. Thôi nè, bà năm cho con 50 nè. Cũng từ cái vấn đề đó mà sau này em học được rất nhiều điều, em quý hơn được cái cuộc sống của mình. Nói chung đây là con người cũng rất là tình cảm, hài hước, rất thẳng thắn. Ok. Hài hước. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn của em ạ. Dạ Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Rồi chào em. Em cảm nhận người đối diện của bạn em thế nào? Thấy có hợp lý không? Dạ thì em thấy bạn gái này cũng được, có nhiều điểm giống với bạn em. Là dụ như bạn gái này thích nuôi chó nuôi mèo, là bạn em không ăn thịt chó thịt mèo. Hai người thấy cũng hợp được điểm rồi đó. Ăn là mệt luôn. Còn hồi nãy bạn em nói là cái quan điểm mà tóc tai cái chuyện đó em không quan trọng. Dù như mình thấy được là từ từ về người ta sẽ thay đổi, mình thương là cái gì cũng được hết anh. Đừng có nói mà tóc dài tóc ngắn gì hết trơn mà. Đúng rồi, quan điểm em đúng. Đúng, chính xác. Tóc tai đâu quan trọng, quan trọng là cái tâm hồn thôi. Em nói em thích tóc dài mà em đâu có nói em ghét tóc dài. Rồi nói vậy sao này lỡ ra đường thấy tóc dài cái phụ tóc ngắn sao anh? Đúng rồi, đúng rồi. Hay. Em hay. Thấy da trắng cái nó phụ da đen nữa. Thấy bạn em hơi bị được đấy. Bạn gái có đi với người thân không? Dạ có, em đi chung với lại bạn thân em ạ. Thân ai nó to quá hả? Tình hình sao nó giờ cười hoài em? Thấy ổn không? Bạn này rất là phong cách, vui tính. Có thể gọi là con người suy nghĩ hơi bị nhiều. Bạn em thì rất là chân thành, đối xử với ai cũng chân thành hết. Đã yêu được động vật thì tất nhiên là đối xử với con người cũng vậy. Nếu mà có ý định gì với bạn em thì hy vọng là đối xử bằng cả con tim. Hay. Nhớ nha. Dạ. Đối xử bằng cả con tim nha bạn nha. Ta cho hai, hai đôi trẻ gặp nhau đi. Chứ đôi dưới quá xuất sắc rồi. Đôi dưới hơi bị được á. Rồi chúng ta kéo màn lên. Nào chúng ta sẽ có 2 phút để tìm hiểu nhau. Bắt đầu đi bạn. À, đầu tiên anh có món quà anh dành tặng cho em. Mặc đồ body dữ quá. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Em cũng có quà tặng anh ạ. Rồi, anh cảm ơn em nhiều. À, anh có ghen không? Đối với anh thì nói chung nó cũng có một chút ghen. Nhưng mà cái gì đó thì mình phải có một sự rõ ràng. Ví dụ như em có thể em hẹn bạn trai đi uống nước bình thường. Nhưng mà em có thể em nói anh một tiếng. Em thích chó với mèo, anh có ý kiến gì không? Không em, cái đó là cái sở thích của mỗi người. Ví dụ như anh thích bóng đá em có thích không? À, không. À, hèn chi tôi thấy tặng cái gối gì. Dạ Arsenal. Trời ơi là cái đội bạn hâm mộ đấy hả? Dạ đúng rồi. Rồi ví dụ như bạn nữ là chưa có thích bóng đá, nhưng mà ví dụ như cái gối trước tiên đó là em tặng cho bạn gái. Ví dụ sau này những cái lúc mà bạn gái mệt, bạn gái có thể tựa lưng. À, chị là chị hiểu á, tặng cho em cái gối này nè. Sau này mà có lấy nhau mà tới mùa đá banh á, ở nhà ôm cái gối này ngủ đi, còn ta đi coi cá banh rồi. Đúng không quý vị? Dạ không à, có gì là em chở đi theo luôn à. Em nói chung là em đi đâu là em rất là thích chở bạn gái theo. Cảm nhận bạn gái ngồi trước mặt như thế nào? Cái lúc em ngồi bên kia là em hy vọng là sẽ đẹp cỡ chị Cát Tường thôi, nhưng mà em thấy là vượt hơn rồi đó. Được rồi đó. Em thấy hơn rồi đó. Thấy chưa? Chưa đâu nha, từ từ chưa. Đi, chưa bấm nút à. Cái người mà mình thích, mình thương là cái lúc nào cũng hơn cái người khác.
Đúng mà, nếu đúng chơi dần có tay đi à. Trời ơi. Nè nè nè, có tay gì vậy? Dù dập túi hả? Thôi, à, hết thời gian. Nào, bây giờ mình suy nghĩ thật kỹ xem tiếng xét ái tình như thế nào. Suy nghĩ kỹ dù cái gối này là không nút nha. Tôi nói đúng á, tin tôi đi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. Dạ. 1 2 Suy nghĩ cho kỹ. Bấm là quyết định. Những cái gì đi đến tương lai không bấm, chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau được. 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai bạn. Như vậy chúng ta đã có một chút đồng cảm từ giây phút ban đầu rồi. Bây giờ mình kêu nắm tay lên, nắm tay nhau đúng rồi. Thôi nó coi rồi lâu không à. Không nãy giờ mày không lanh lắm à. Rồi không đi. Không mà. À. Không được. Không được. Em thì dễ. Em thì dễ trời ơi. À, thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là chiếc vé xem phim. Yeah. Chúc các bạn sẽ có thời gian thật lãng mạn bên nhau. Yeah. Nào hãy nắm tay và đưa bạn gái đi xem phim.